Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Toy Channel của mình. Nói chung là tuần này mình khá là bận cho nên không thể nào ra nhiều clip, và cũng như các bạn đang bận sắp tới cái kỳ thi cuối kỳ 1 đúng không? Cho nên tất cả mọi người đều bận các bạn, cho nên cái clip mình ra hơi chậm chút xíu ha. Nên mong các bạn thông cảm nha. Từ đó đến giờ đọc comment các bạn, có khá là nhiều bạn yêu cầu mình mua những cái minifinger ở trên Shopee và review các bạn. Vì những cái hàng non-lego làm ở những minifinger giá khá là rẻ ha. Chỉ tầm vào khoảng hơn 10.000 đến khoảng 20.000 là chúng ta đã có một cái minifinger rồi. Nhưng mà hôm nay mình lại tìm được một cái hãng làm minifinger vô cùng chất lượng các bạn. Đó là hãng Decool như thế này ha. Thì giá mình mua những cái minifinger này chỉ vào tầm khoảng 20.000 đến 30.000 cho một cái em như thế này thôi, tùy vào em các bạn. Đó thì mình cảm thấy hãng này làm rất là tốt ha. Nó được đóng gói trong một cái chiếc hộp như thế này, nhìn rất là kỹ lưỡng luôn các bạn. Tuy là chỉ là một cái món hàng giá rẻ thôi, các bạn coi nè, một chiếc bao sản phẩm thì chúng ta sẽ có một cái phần giống như được khuyết phần một trong suốt đây nè. Đó, để chúng ta có thể thấy được cái em minifinger trong đó ha. Thì kết cấu của em minifinger của hãng Decool này cũng theo cái tiêu chuẩn tỷ lệ của Lego các bạn. Đây, chúng ta sẽ có những cái phụ kiện phối ghép lại thành một cái em tướng hoàn chỉnh như thế này. Thì không phải là mình mua cái hãng Tam Quốc Chí này đâu, tại vì hình như hãng Decool này có ra rất là nhiều các bạn. Có cả Adventure nè, có Ninjago, rồi có về One Piece hay là Dragon Ball được các thứ các bạn, rất là nhiều luôn. Nhưng mà cái những cái em minifinger ở trong cái Tam Quốc này có lẽ là ra trong năm nay cho nên nó được làm theo một cái kiểu mới các bạn. Được đóng gói khá là đẹp ha. Đó, mình nhìn vô là mình thích liền luôn các bạn. Trong cái series đầu của cái series Tam Quốc này của hãng Decool thì hãng đã ra 12 nhân vật ở trong Tam Quốc ha, bao gồm tất cả những cái tướng và các nhân vật chính ở trong cái tiểu thuyết này các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái vị tướng mà các bạn quen thuộc á, như là Lữ Bố nè, như là Quang Vũ nè, như là Triệu Vân nè, các tướng thường hay xuất hiện trong các game mà chúng ta hay chơi ha. Ok, đầu tiên thì mình sẽ mở ra một game tướng mà cũng khá là nhiều các bạn chọn chơi trong các cái game mà nhập vai đầu này đó các bạn. Đó là nhân vật chiến thần Lữ Bố ha, rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây là một cái artwork của Lữ Bố ở trong cái series này, đây như thế này ha. Đó, mình cảm giác là cái hãng này đang đầu tư rất là tốt luôn các bạn. Ok, để mình mở hộp ra thử nào. Thực ra mình cũng rất là thích sưu tập minifinger ha, nhưng mà những em minifinger của hãng Lego thì khá là mắc, một em có giá trên 100.000 là các bạn. Nói chung là để sưu tập những em đó thì tốn khá khá ha. Đối với những cái hãng Decool như thế này thì chúng ta sẽ có một cái mức giá nó hợp lý hơn. Wow, đây là nhân vật Lữ Bố nữa các bạn, nó đẹp quá các bạn ơi. Đây, cái khuôn đúc mà của cái minifinger này cũng được làm theo hình của cái em minifinger này luôn ha. Đó, các bạn thấy vết hằn của cây vũ khí nè. Đó, rất là đẹp luôn. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái, hình như đây là cái áo choàng thì phải. Wow, áo choàng in cũng khá là đẹp các bạn. Đó, mình không ngờ là chất lượng của em minifinger này lại tốt đến thế ha. Ở đây chúng ta sẽ còn có một cái đế base nè, để mình mở ra nha. Wow, quá là đẹp luôn các bạn ơi. Như các bạn nhìn nè, những cái nước sơn, những cái họa tiết in nè, nhìn rất là đẹp ha. Phụ kiện giáp vai rồi á, được làm rất là sắc sảo luôn, đặc biệt là phần áo choàng sau lưng nè. Mình không ngờ một cái hãng mà chỉ với mức giá là vào khoảng hơn 20.000 một tí thôi lại làm ra một cái minifinger đẹp như vậy các bạn. Đó, cho bạn coi cận cảnh cái cây phương thiên hỏa kích của Lữ Bố nè. Đó, được làm rất là chi tiết, rất là sắc sảo luôn. Những cái nước sơn in trên đây nè, bạn nhìn nè, không có gì để chê được các bạn. Đây, so sánh size một tí với lại Lego Ninjago, đây là cái minifinger chính hãng nha các bạn. Đó thì chúng ta thấy mọi thứ của em Lữ Bố này đều là tiêu chuẩn của một em minifinger các bạn. Nó không có khác gì ha, kể cả phần đầu nè, đó phần tay chân hay là phần chiều cao rồi này, nó cái thứ đều giống các bạn. Nhưng mà mình thấy có phần em Lữ Bố này làm có mức mà hoàn thiện nó đẹp hơn ha. Đó, các bạn nhìn nè, những chi tiết gì nó quá là đẹp luôn các bạn ơi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhân vật Đổng Trác, một nhân vật rất là ác và phản diện ở trong Tam Quốc các bạn. Đây, như thế này. Wow, rất là đẹp luôn. Thật không ngờ luôn các bạn, mình lại phát hiện ra một cái phiên bản minifinger ưng ý đến như vậy ha. Đây, nhân vật Đổng Trác các bạn, cho bạn coi 360 độ của em đó nè. Wow, rất là đẹp luôn. Đang mặc một cái bộ đồ cũng giống như những cái bộ đồ cổ trang lúc xưa các bạn. Đó, nó mô phỏng giống vậy ha. Đó, những chi tiết đai lưng hình rồng nè, rất là ống ánh, rất là đẹp luôn. Mà gọi là tới ít như ở phần vũ khí các em này làm có phần hơi bị đơn giản các bạn. Để mình mở cái chùm râu này ra cho các bạn coi kỹ này. Cái phần họa tiết in trên áo rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, hoàn hảo hoàn toàn ha. Và những em minifinger này chỉ có một biểu cảm gương mặt thôi các bạn. Và em này cũng đi kèm một cái chiếc base các bạn. Và ngoài ra bộ râu này có thêm một cái chức năng nữa mà mình mới vừa phát hiện ra. Thích khách Đổng Trác này, ai cản được ta chém chết. Thích khách hả? Thích khách hả? À, và thấy là Lữ Bố đã giết chết Đổng Trác.
Ok, đùa vui đó các bạn. Thì nếu bạn nào mà coi cái tiểu thuyết Tam Quốc Chí này sẽ hiểu là Đổng Trác là cha nuôi của Lữ Bố ha. Đồng thời sau này cũng bị Lữ Bố giết các bạn. Nói chung rất là dài dòng ha. Những bạn nào muốn tìm hiểu có thể đọc tiểu thuyết hoặc là xem phim Tam Quốc Chí nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có nhân vật Hoàng Trung, một cái lão tướng ở trong Ngũ Hổ Tướng của nhà Thục Hán các bạn. Đây. Sao cái chiếc nón này bị méo nha. Lão tướng Hoàng Trung các bạn. Đây, trên tay đang cầm một cây bảo điêu cung rất là đẹp ha. Thì mình thấy rất là nhiều cái phụ kiện là những cây cung này trong Lego rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thấy một chiếc cây cung được cách điệu như thế này. Rất là đẹp các bạn, màu gold metallic óng ánh. Đây các bạn nhìn thấy những cái họa tiết trên trang phục của Hoàng Trung không? Đó, nó rất là đẹp, rất là chi tiết luôn các bạn ơi. Đó, nhìn cái nón nè, cái giáp vai nè. Cái điểm đặc biệt mình thích những cái giáp vai này ha. Vì mỗi nhân vật đều làm mỗi khác một tí các bạn. Đây, và phía áo choàng phía sau lưng hình một con rồng như thế này. Không có gì để chê được các bạn. Rất là đẹp luôn ha. Nhân vật tiếp theo là một nhân vật nữ các bạn. Đây là nhân vật Điêu Thuyền trong Tam Quốc Chí ha. Đây, và Điêu Thuyền rất là giỏi múa quạt nha các bạn. Cho nên chúng ta sẽ có một cái phụ kiện là một cây quạt đính kèm như thế này. Đó, và đây là lý do mà Lữ Bố giết Đổng Trác các bạn. Các bạn nào cần muốn biết lý do thì hãy lên đọc tiểu thuyết nha. Rất là đẹp luôn. Đó, những cái trang phục cổ trang nè. Ok, next nào. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có nhân vật Triệu Vân các bạn. Một nhân vật mà khá là nhiều bạn thích đây. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình nhìn mình tưởng cái giáp vai này của Triệu Vân á là giống Hoàng Trung ha. Nhưng mà thật sự không phải các bạn. Mỗi cái chi tiết giáp vai thì chúng ta đều có những cái họa tiết in 3D khác nhau ha. Đối với nhân vật Triệu Vân này thì chúng ta hình như là trên giáp vai là hình của một cái đầu rồng thì phải. Nói chung là rất là đẹp luôn các bạn. Những chi tiết nón nè. Đó, giáp đồ này nọ các thứ nè. Đặc biệt là chi tiết áo choàng phía sau, mỗi em đều có những cái họa tiết riêng biệt các bạn. Khá là thích những cái em mà có cái phi phong phía sau ha. Đó, cái áo choàng các bạn. Đó, và cái hình cái vũ khí của Triệu Vân nè. Chúng ta sẽ có một cái thanh giáo được in cách điệu như thế này. Rất là đẹp các bạn. Đó, những cái vũ khí này mà đưa vào Lego thì hết bài luôn ha. Nhưng mà thực chất thì đây là một cái hãng của Decoon thôi các bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ có nhân vật Mã Siêu. Đối với những bạn nào mà chưa đọc cái Tam Quốc này thì nghe tên Mã Siêu thì có lẽ lạ. Nhưng mà đây là một trong năm ngũ hổ tướng ha. Đó, và có sức mạnh cũng rất là mạnh luôn các bạn. Đây, nhân vật Mã Siêu của chúng ta. Và đặc biệt ở nãy mình mở ra ha. Thì ở trong đây sẽ có một cái tấm lá bài có Edward như thế này nữa các bạn. Đó, nhưng mà chỉ có nhân vật này có ha. Và mình tìm lại những chiếc hộp trước á, thì có thêm nhân vật Lữ Bố nữa có nè. Còn lại thì mấy cái hộp kia không có. Không biết có bị xốp hắc mắt không nữa. Wow, Mã Siêu. Nhìn cái trang phục thì giống Triệu Vân nhưng mà thực chất là mọi thứ đều khác các bạn. Đó, chúng ta sẽ có một cái giáp vai như thế này. Đặc biệt mình thích chiếc nón nè. Đó, có hình một cái chú hổ thì phải. Rất là đẹp luôn hả các bạn ha. Đó, và đặc biệt cái áo choàng phía sau nè. Cũng là hình một cái chiếc mặt hổ các bạn. Đó, nhưng mỗi cái áo choàng đều có những cái họa tiết khác nhau ha. Tránh cái sự lặp lại nhàm chán các bạn. Đây, một cái chuỗi tóc bonicat rất là đẹp luôn nè. Ồ, nói chung ra là không có gì để chê ha. Và đây là vũ khí của Mã Siêu nữa các bạn. Chúng ta cũng thấy được làm khác luôn ha. Không có mà em nào mà giống em nào hết các bạn. Đây là nhân vật Nhị Kiều các bạn, còn được gọi là Tiểu Kiều ha. Đây là một cặp chị em sinh đôi rất là đẹp trong Tam Quốc luôn. Nhưng mà đây là chỉ là một cái nhân vật phụ thôi, không có một cái điểm nhấn gì trong cái này các bạn. Nhưng mà mình mở hộp ra cho biết thôi. Đó, và kiểu tóc này chúng ta nè. Đó, các bạn nhìn sơ qua thì tưởng giống nhưng thực chất là khác ha. Và những cái mỹ nhân vào thời Tam Quốc này rất là thích múa quạt đúng không các bạn. Và vũ điệu này kéo dài đến bây giờ luôn ha. Điển hình là cái idol khá bảnh của chúng ta. Tiếp đến chúng ta sẽ có nhân vật Lưu Bị, một trong ba nhân vật ba cái vị nhân vật mà có chức vụ lớn nhất ở trong Tam Quốc các bạn. Đây là vua của nước Thục ha. Đó, và vũ khí là một cặp song kiếm như thế này, bám sát vào tiểu thuyết luôn các bạn. Đây cho các bạn coi 360 độ của em này. Đó, những chiếc áo choàng cũng rất là đẹp luôn. À, màu phối của áo choàng này khá là sang đó nha các bạn. Đó, màu trắng phối màu gold ha. Và nói chung ra là những cái phần giáp vai hay là cái phần gì mình không có che đến nha, nó rất là đẹp. Nhưng cái họa tiết in ở trên trang phục của Lưu Bị thì mình cảm thấy nói chung nó khá bị lết vế so với những vị tướng của ông ta các bạn. Đây, nhưng mà cũng rất là đẹp ha. Đó, những cái màu vàng óng ánh nè. Và đặc biệt là cặp song kiếm này. Nhìn nó khá là đơn giản. Nếu như mình sẽ thiết kế một cái cặp kiếm nhìn nó ngầu hơn một chút xíu ha. Như vậy thì nó không cân xứng với vị thế của Lưu Bị lắm bạn. Tiếp theo là Tào Tháo. Tuy ở trong Tam Quốc là một nhân vật phản diện nhưng mà mình khá thích Tào Tháo ha. Ở trong Tam Quốc lỗ bạn, một nhân vật đối trọng với Lưu Bị ha. Đây chúng ta có như thế này. Thanh kiếm khá là đẹp các bạn. Đó, chả bù với Lưu Bị xíu nào hết á. Wow, Tào Tháo đẹp hơn Lưu Bị rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đây, những cái chi tiết họa tiết ở trên cái áo choàng phía sau nè, hay những họa tiết in trên trang phục hay là phần vũ khí các bạn, toàn bộ đều cao cấp hay là nhìn cái cảm giác á thích mắt hơn là Lưu Bị ha. Đây, so sánh hai em cho các bạn xem. Đó, Tào Tháo đẹp và ngầu hơn hẳn luôn nha các bạn.
Nhưng mà đây là trang phục của chúng ta thấy rõ ràng nè, một bên trắng một bên đen ha. Nhà sản xuất nhấn mạnh là một bên chính một bên tà các bạn. Nhưng mà nếu như các bạn nào mà đã đọc Tam Quốc rồi đó thì chúng ta sẽ có thể biết là Tào Tháo là một người rất là giỏi ha. Nói chung là mình thích ông ta hơn là Lưu Bị các bạn. Tiếp đến là nhân vật Gia Cát Lượng, một nhân vật rất là thông minh, rất là giỏi ở thời đây luôn các bạn. Thì cái tiểu thuyết Tam Quốc này tại sao nhiều người thích? Vì cái tiểu thuyết này gọi là tiểu thuyết thôi nhưng mà nó dựa trên lịch sử có thật các bạn. Và những nhân vật này đúng là thật luôn ha, đều có ở ngoài đời luôn nha các bạn, chứ không phải là tưởng tượng ra đâu. Đây cho các bạn coi 360 độ của Gia Cát Lượng, một nhân vật chính trong cái Tam Quốc này. Và đây là một cái nhân vật xuất hiện dài nhất ở trong Tam Quốc luôn các bạn. Chúng ta sẽ thấy những cái họa tiết in trên trang phục nè, cũng giống như là cái phần quạt của ông ta nè các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Những cái chi tiết in 3D hay những cái màu sắc mà màu xanh metallic á, không có gì để chê các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có nhân vật Trương Phi các bạn. Đó thì chúng ta sẽ thường hay nói là nóng như Trương Phi ha. Đây là một cái vị tướng ở trong Ngũ Hổ Tướng nhưng mà có tính tình rất là nóng nảy luôn các bạn ơi. Đây, cho bạn coi 360 độ của nhân vật Trương Phi. Nhìn rất là hầm hố luôn các bạn ơi. Đây, đưa ra hai cánh tay ha, không hề có chiếc áo nào. Và đặc biệt cái phần vũ khí này, cây Bách Sở Mộc các bạn. Thì thực chất cái cây này có tên đầy đủ là Bách Đại Mô Xà ha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Khá là thích phần vũ khí của Trương Phi nha. Đây, như thế này. Và chúng ta đến với nhân vật số 12, cũng là nhân vật cuối cùng ở trong cái series lần 1 phát hành của Decoon các bạn. Nhân vật Quang Vũ ha, rất là đẹp. Đây các bạn nhìn nè, đó những cái phụ kiện cách thành cái mini finger này, những cái họa tiết in quá là đẹp luôn. Wow, cái canh thanh long đao của Quang Công nữa các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Thì đây là một cái nhân vật, một cái người đứng đầu trong Ngũ Hổ Tướng ha, gọi là Võ Thánh nữa các bạn, có nghĩa là ông ta đánh rất là giỏi luôn. Và nhân vật Quang Vũ này còn được thờ đến tận ngày hôm nay các bạn. Thì như các bạn những cái nghe những cái hình mà thờ Quang Công hay miếu Quang Công rồi đó, thì đó là nhân vật này ha. Cho các bạn coi 360 độ mini finger này, rất là đẹp luôn các bạn. Thì dựa trên cái phần trang phục màu xanh giống như tiểu thuyết đã ghi ha, gương mặt đỏ nè, râu dài nè, và đặc biệt cái phần giáp vai này rất là đẹp. Đó, hình con rồng như thế này, rất là rõ rệt luôn các bạn ơi. Để mình lấy cái phần phụ kiện phần đầu này ra để coi có họa tiết trang phục nè. Wow, trên trang phục cũng được in một cái con rồng hình màu gold metallic các bạn, rất là ống ánh luôn nè. Các bạn thấy nè, lấp lánh phản chiếu ha. Đó, hai bên cái những cái vảy rồng hai bên chân, và đặc biệt mini finger này cũng đi kèm một cái áo choàng nha các bạn. Cũng là hình một cái họa tiết con rồng luôn nè, để mình mặc vô nè. Wow, không có gì để chê hết bạn về cái độ hoàn thiện cũng như độ cool ngầu của em mini finger Quang Công này ha. Rất là đẹp luôn. Và đặc biệt cái điểm mà mình yêu thích đó là cái thanh long đao này các bạn. Đây, bảo đảm các bạn đây là lần đầu tiên các bạn thấy một cái phần vũ khí như thế này ở trong đồ chơi mô hình Lego ha. Tuy đây không phải là một cái Lego sản xuất nhưng mà không có gì mà để chê về cái độ sắc sảo cũng như độ hoàn thiện các bạn. Các bạn nhìn nè, đó nước sơn hay là độ hoàn thiện của nó rất là ok luôn các bạn. Tông xịt tông. Đây có thể gọi là một cái mini finger đẹp nhất trong cái series lần này. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, đối với những các bạn nào mà thích Tam Quốc mà không có cần mà mua nhiều á, thì các bạn đây là một cái nhân vật mà các bạn nên mua ha, vì cái thành vũ khí rất là đẹp các bạn. Ok, và mình đã hoàn thiện xong 12 nhân vật trong cái series mini finger Tam Quốc lần này. Và cái series này còn tiếp tục ra các bạn. Mình có nghe nói thì shop báo đâu đó là trong vòng 1 tháng nữa sẽ có thêm một cái 6 nhân vật mới được phát hành ha. Và đối với những các bạn nào mà thích sưu tập Lego mini finger, đây là cái hãng Decoon các bạn, là một hãng không thể bỏ qua ha. Thì không phải là chỉ riêng Tam Quốc đâu, còn có những cái chủ đề khác nữa. Đối với những bạn nào thích Marvel mà cần kịp cho mình một cái mini finger mà chất lượng tiệm cận với chính hãng và mức giá hợp lý nhất, thì chúng ta sẽ thể tìm đến hãng Decoon này ha. Thì những cái nhân vật đó mình thấy ở trên Shopee đang bán với mức giá chỉ đâu đó khoảng hơn 10.000 con thôi các bạn. Đó thì cái chất lượng thì lúc nãy giờ mình cũng đã review cho các bạn biết rồi, rất là chất lượng, rất cao cấp, bản in rất là đẹp luôn các bạn. Đây là một cái hãng không thể bỏ qua, các bạn nên mua nha. Ok, và giờ mình xin kết thúc video này tại đây. Nếu thấy hay thì mình xin một like, đừng quên ủng hộ kênh Toy Channel bằng cách nhấn vào nút subscribe để mình có thêm động lực để làm thêm nhiều video mới cho các bạn nữa. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cái video ngày mai nha. Bye bye.